có biết cái quy định mới của công ty mình không? Đó là nhân viên phải vệ sinh cơ thể trước khi vào làm. Nhưng mà cơ thể của anh thì hơi nặng mùi. Vì lý do anh làm ô nhiễm môi trường nên anh bị phạt 300.000. Còn đâu có hôi đâu nhở? Hi, xin chào mọi người. Tú nè mọi người. À, chú đang uống cà phê. Xin không, tạo giấy mấy cà phê nè. Na na. Có cà phê rồi mọi người. Coi nè, có tôi tạo giấy mấy cà phê nè. À, thơm quá, cà phê thơm quá. Mọi người uống với Tú không? Minh Tú. Uống nước hơn 5 phút. Tôi xem như đây là trốn viện. Phạt. Anh ném gì nữa má? Chị My, đề nghị chị không làm việc riêng trong văn phòng nữa. Phạt. Anh Minh, xả rác bừa bãi trong văn phòng. Phạt. Chăm chỉ đó. Suốt ngày bài mấy cái trò quỷ yêu vậy đó hả? Trưởng thành lên, tập trung làm việc giùm tôi, được không? Ok chú. Ê, gấu. Sao mày lên đây vậy? Tiên nhờ tao nên là... Vân đã nói là không có cho mày lên văn phòng. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết á. Giờ nói fan nghe nè. Vì tình yêu của tôi, vì tương lai của tôi, cho nên tôi phải hy sinh tình bạn với fan. Đi xuống. Đi. Quỷ yêu lì như gì. Ủa gấu, lên làm gì nữa vậy? Đưa đồ cho Tiên Nguyễn hả? Đây tao đưa cho. Không. Cái gì? Hình như ông để quên đồ ở dưới đúng không? Có mùi gì đó nè. Hối lộ đúng không? Xin lỗi fan, bây giờ tôi là một nhân viên gương mẫu, không có nhận hối lộ. Nhưng mà đem lên cái gì vậy? No. Tôi đã cự tuyệt cái này lâu lắm rồi ha. Không có đụng tới. Ê. Mà sao nó thơm dữ. Mày chờ hửa chút xíu đi. Thôi ông mới nói cự tuyệt mà. Tôi cự tuyệt cái miệng thôi chứ cái mũi tôi được quyền hửa chứ. Đưa đây em nội. Hửi miếng thôi, hứa chỉ hửi thôi. Ủa? Thôi chết rồi. Lỡ con hớ mà chắc không sao đâu. Anh Dũng. Ơi. Anh bị phạt 500.000 vì tội uống rượu trong giờ làm việc. Sao tình yêu của tao khó tính quá vậy? Lỡ rồi, uống thêm ngụm nữa.